chúng ta có sạc không dây này, có đèn báo công suất này, có cổng sạc thông minh này, có cái đầu ra lên tới 65W và tổng công suất lên tới 160W, phù hợp cho nhiều cái thiết bị có thể sạc cùng một lúc. Sau khi sử dụng qua rất là nhiều bộ sạc thì đây là cái bộ sạc yêu thích nhất của mình đến từ Bliwook các bạn. Cái bộ sạc này có tổng công suất là 160W cho cái cổng sạc không dây và 5 cái cổng sạc phía trước này. Mỗi cái cổng sạc này có công suất tối đa lên tới 65W. Cái công suất này nó không quá cao so với cái bộ sạc của Lenovo có công suất đầu ra là 140W, thì 65W này nó hơi khiêm tốn. Tuy nhiên cái công suất này nó phù hợp cho hầu hết các thiết bị các bạn. Ví dụ như chiếc MacBook Air mình đang có ở đây thì cái công suất tối đa nó cũng chỉ là 60W thôi các bạn thấy không? 20V 3A cũng chỉ là 60W thôi. Các bạn có thể sạc cho hầu hết các laptop văn phòng rồi. Laptop chơi game thì nó hơi đuối một xíu, các bạn có thể sạc xong rồi các bạn chơi thì cũng không có vấn đề gì cả. Cái cổng sạc không dây ở trên thiết bị này hoạt động rất là ok nha. Mình sẽ thị phạm luôn cho bạn thấy này. Ở đây mình có một chiếc iPhone với cái ốp rất là dày. Đó, mình đặt lên nó sạc luôn các bạn, không cần phải bỏ ốp nha, rất là thuận tiện. Và điểm đặc biệt đó chính là cái bộ sạc này nó có một cái đèn báo tình trạng các bạn. Chúng ta có thể dễ dàng tắt bật với cái nút cảm ứng trên này. Đây là báo cái điện áp này, dòng điện và công suất sạc. Cái đèn báo tình trạng sạc này rất là quan trọng với mình, do mình thường sử dụng để sạc các cái thiết bị có công suất nhỏ đó. Ví dụ như đây mình có một chiếc đèn pin này. Đèn pin này rất là sáng nhỉ. Các bạn có thể thấy rất là sáng. Đó. Tuy nhiên cái đèn chúng ta đó nó được trang bị một cái viên pin lipo rất là nhỏ. Do vậy thì cái dòng sạc nó sẽ không được cao quá, tránh làm hỏng đèn. Bây giờ mình sẽ thử luôn cho các bạn thấy này. Các bạn có thể thấy này, cái bộ sạc rất là thông minh, nó sẽ tự động tính toán cái dòng sạc sao cho nó phù hợp. Ví dụ như ở đây là 0,5A này, công suất là 2,6W. Cái đèn đang được sạc này, các bạn thấy không? Rất là an toàn cho thiết bị. Chúng ta có thể dễ dàng kiểm soát được cái dòng sạc, công suất sạc. Các bạn sẽ biết là cái bộ sạc nó đang hoạt động rất là tốt đúng không ạ? Nó phù hợp với cái thiết bị của chúng ta. Đó. Tất cả các cổng sạc này đều là 65W hết, mà nó tự động tính toán được cho ra cái công suất cho nó phù hợp nhất với thiết bị. Rất là hay đúng không ạ? Tính năng mình rất là thích ở trên bộ sạc này đó chính là nó không bị chia dòng sạc nha. Mình sẽ thị phạm luôn cho bạn thấy này. Mình sẽ sạc điện thoại này. Các bạn thấy không? Điện thoại đang được sạc này. Bây giờ mình sẽ thử sạc đèn pin nha. Đó, đèn pin đang sạc này. Cái dòng sạc ở trên này nó chạy các bạn này. 2,6W, điện thoại vẫn đang sạc này. Các bạn thấy không? Khi mình sạc đèn pin đó thì cái điện thoại chúng ta đó, nó không bị gián đoạn. Đó. 2,6W này, đèn đang được sạc này các bạn này. Đó. Mình sẽ thử sang cả cổng USB A nhé. Đó, sạc rồi các bạn này, 2,6W này. Thử cổng cuối cùng nhé. Đó, sạc rồi, 2,6W. Rất là hay đúng không ạ? Nó không bị gián đoạn. Mình sẽ thử với một cái bộ sạc khác cho bạn thấy này. Cũng đây là cái bộ sạc khác của Bliwook nha. Mình sẽ thử luôn. Mình sẽ thử với cáp C trước nha. Đó, các bạn thấy không? Khi mình kết nối cái đèn pin vào đó thì cái điện thoại nó chạy lại này, do cái dòng sạc nó phải chia lại. Đó. Các bạn chờ xíu nha, để cho nó sạc này. Đang sạc nha. Bây giờ mình cắm lên trên này, khi nó chia lại dòng sạc đó thì cái điện thoại nó sẽ tự bật trở lại. Các bạn thấy không? Bộ sạc này rất là hay, nó không bị chia dòng sạc các bạn. Các bộ sạc khác cũng tương tự thôi các bạn. Tất cả đều sẽ bị chia dòng sạc hết. Chỉ có một số cái bộ sạc nó không bị chia thôi. Và đây là một trong số đó. Rất là hay đúng không ạ? Mình sẽ thử với cái bộ sạc nhỏ nhỏ này nhé. Đang sạc này. Cái bộ sạc này chỉ còn một cổng A thôi, thì mình sẽ kết nối với lại cái cổng USB A trên này. Đó, các bạn thấy không?
thì chúng ta sạc một thiết bị khác thì nó sẽ tự động bị chia dòng sạc. Nếu như các cái điện thoại mà các bạn không muốn nó báo sạc quá nhiều đâu thì đây là cái lựa chọn rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ sạc luôn cả laptop. Đây, mình sẽ sạc với lại MacBook nha. Đang tính toán dòng sạc các bạn. Đó, các bạn thấy không? Rất là ok. Công suất sạc ở cái cổng này lên tới 46W này. Sang cổng bên cạnh nha. W các bạn. Mình quay gần đây xíu các bạn nhìn thấy này. Đó, cái màu bên này nó hơi mờ. Cổng cuối cùng này. Cổng cuối cùng cũng là 46W các bạn. Về tính năng của sản phẩm thì rất là ok, đúng không ạ? Có cái điểm duy nhất mình chưa thích ở bộ sạc này đó chính là kích thước của nó hơi lớn các bạn. Sở dĩ kích thước của bộ sạc này nó lớn như vậy, đầu tiên chính là cái đế sạc không dây đây này. Để cho nó chắc chắn đó thì cái bề mặt nó phải lớn một chút, thì khi các bạn để điện thoại trên này nó mới đủ cái sự chắc chắn này. Cái thứ hai góp phần làm cho kích thước của bộ sạc này lớn đó chính là các cái cổng sạc trên này họ sẽ phải bố trí cái mạch riêng. Như các bạn thấy đó thì nó sạc độc lập mà, sau đó thì nó phải có mạch riêng để nó quản lý từng cái cổng sạc ở trên này. Đó, đó là hai cái lý do chính khiến cái kích thước của bộ sạc nó lớn như vậy. Tuy nhiên cái kích thước này thì cũng không ảnh hưởng lắm, các bạn vẫn có thể bỏ trong ba lô để mang đi hàng ngày. Mình thì không thấy cái kích thước này nó ảnh hưởng lắm, lẽ ra nó nhỏ hơn một chút thì sẽ ok hơn. Ở mặt sau các bạn có thể thấy đây là những thông số cơ bản của bộ sạc này. Cái model là 868H này, tổng công suất là 160W. Cái điện áp AC từ 100 tới 240V, nó phù hợp cho nhiều cái thị trường các bạn. Đây là cái chuẩn sạc này, đó. Nói chung là sẽ không có quan trọng vì nó hỗ trợ hầu hết các cái chuẩn sạc có trên thị trường rồi. Ở đây thì có 4 cái lúm cao su để cái bộ sạc chúng ta nó đứng vững ở trên các cái bề mặt đó. Khi các bạn kết nối thiết bị vào thì bạn sẽ không cần phải giữ quá chặt vì nó sẽ không thể di chuyển được. Tổng kết lại với cái mức giá khoảng loanh quanh 1 triệu thì mình đánh giá đây là một cái bộ sạc rất là ok. Chúng ta có sạc không dây này, có đèn báo công suất này, có cổng sạc thông minh này, có cái đầu ra lên tới 65W và tổng công suất lên tới 160W, phù hợp cho nhiều cái thiết bị có thể sạc cùng một lúc. Rồi, cảm ơn các bạn, link và mã giảm giá nếu có mình sẽ để ở cái phần mô tả của clip để các bạn có thể tham khảo. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở trong các cái clip tiếp theo. Chào các bạn.